ta tiếp tục xem mấy chiếc ghe này được sống nữa các bạn. Và nó đang đi nước ngược. Quả trời tàu máy rất là mạnh nha. Trời ơi, chạy mình phía sau hết thấy đường luôn các bạn ơi. Wow, nước nó đẩy kìa. Quá khủng, con máy này mạnh thiệt. Quá dữ các bạn, quá đẹp. Chiếc ghe bây giờ nó đi sát với nhau luôn nha. Đây là khu vực cống bảy cửa các bạn, và chúng ta xem mấy chiếc ghe và xà lan nó sẽ vừa cống nó được. Chiếc ghe này sẽ tranh thủ vượt cống nha. Lạng qua đây sẽ ấn thì chứ. Anh này từ bên hông đâm qua nên rất là khó lái quá. Quá kéo rồi. Qua được cái cống mừng biển lắm luôn á. Chà chà, đúng rồi. Cái này chạy cũng cẩn thận, rất là dễ sập nhà mát nha. Cầm này lái nó khó rồi. Chỉ cần thuận thừa mới lái được mấy chiếc này các bạn, mà nó rất là bự. Mà ngồi trên cái dàn giáo rất là cao các bạn. Giờ tới mấy chiếc vô tải, còn mấy chiếc vô tải chạy nó đã lúc cuốn lại cái ảnh ở chỗ hết tài nghệ nha, chuẩn bị máy mạnh mới qua được các bạn. Chiếc này đóng kiểu rất là đẹp các bạn, một chiếc ghe đóng kiểu hộp rất là lạ rồi. Tiếp tục là gà trống các bạn ơi. Bà con sống gần khu vực cống thì phải chịu thôi các bạn, vì gần biển xâm nhập mặn bắt buộc phải làm cống rồi, để bảo vệ những cái của ruộng và cây cối ở bên trong nha. Nào cũng quá trời thấm luôn các bạn ơi. Đây là một chiếc xà lan vô tải, xà lan đi cát nha. Trời ơi, quá căng luôn các bạn. Chạy nhìn hết hồn chưa. Cống này
tục là xà lan nha. Giờ xà lan vô tải đang đợi lên rất là đông các bạn. Anh ướt đầu ngập luôn các bạn. Vậy đầu ngắn quá ta. Quá dữ thật chứ. Ướt rồi. Tại rồi là vô đủ luôn đó các bạn. Chứ không thấy là đủ luôn nha. Phải khá là mạnh. Xây dựng quá. Cái này thì phía trước là mình thấy nước không các bạn. Còn quá chậm rồi. Nhiều đoạn luôn. Nước thì hết thấy đường rồi các bạn ơi. Dính luôn. Quá cả. Rồi ông ơi, cái đoạn ông mò quá mò. Chiếc này là qua được nha. Chớn nha các bạn. Trời ơi cả vô cống dữ rồi. Bỏ tay luôn. Rồi. Lắp chớn luôn rồi. Rồi coi tuột luôn.
Muốn qua được rồi các bạn, quá hay các bạn, đâu không chịu thua rồi chứ, chạy mà nước đứng luôn rồi. Đó, cái anh này nè, trời ơi anh bắt chớn rồi, biết qua xa mà anh lên gà thế ớn không, khói như là khói xi măng Hà Tiên luôn. Đóng lại các bạn, vô không cẩn thận là dính vô cái cống nha. Trước khi giờ nó cân bằng rồi, bây giờ phải lái lách qua cái cửa cống. Chiếc này đang canh ga các bạn, hôm nay anh đi hay trễ nha, đang canh rồi cái cống có đóng lại không, cống mà đóng là nuốt luôn cái cống luôn á. Thôi là chiếc phía sau tranh thủ qua thôi và đợi nguyên ngày các bạn. Nước hiện giờ nó cân bằng và nước thay đổi thì cống sẽ đóng nha. Đã. Đang canh sợ cống nó đóng rồi. Có thể là chiếc cuối cùng luôn nha các bạn. Lái rồi tránh cái xe lại đi trên nó khó chứ, giờ bị mắc cạn đứng đó luôn rồi, vừa qua cống bị mắc cạn luôn các bạn. Rồi bây giờ cống sẽ đóng lại nha,
kết thúc một ngày mở cống và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại những tiếp tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.